Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, đới gió đông tiếp tục chi phối đưa ẩm từ biển vào. Do vậy, ở khu vực ven biển phía đông cũng như vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ là những vùng có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Với lượng mưa trong ngày và đêm nay duy trì trong khoảng từ 30-50mm. Còn với khu vực các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La, ảnh hưởng của gió đông không nhiều. Vì thế mà ở khu vực này, trong ngày và đêm ngày hôm nay vẫn có mưa nhưng là những cơn mưa gián đoạn. Do có mưa và không khí lạnh nên nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ chỉ dao động trong khoảng từ 20-23 độ, trời lạnh ở khu vực đồng bằng và rét nhẹ ở các tỉnh vùng núi Trung Du. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn trong khoảng từ 23-25 độ. Ở miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực vẫn sẽ có mưa ở mức nhiều nơi, trong đó khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị có mưa lớn nhất, trong khoảng từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Mưa kèm gió lạnh nên ban ngày nhiệt độ tại đây sẽ trong khoảng từ 22-24 độ. Phần từ Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế mưa ít hơn, phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm, nên nhiệt độ dao động từ 25-28 độ. Các tỉnh còn lại từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận chỉ chịu tác động yếu của không khí lạnh và gió đông, nên trong ngày trời vẫn có nắng, sau 15 giờ thì mới có mưa dông ở mức rải rác. Vì vậy nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29-31 độ. Với miền Nam, mưa lại giảm do gió mùa Tây Nam suy yếu. Trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên đều có được trạng thái nắng ráo. Mức nhiệt trưa chiều ở Tây Nguyên ở mức từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ mức nhiệt là từ 31-33 độ. Về chiều và tối, hai khu vực này đều có mưa dông nhưng diện chỉ ở mức rải rác. Trên biển, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì sang tháng 11 khả năng vẫn xuất hiện hai xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão số 9 và số 10, gây ảnh hưởng đến Trung Bộ trong những ngày giữa tháng 11. Cùng với việc không khí lạnh đến sớm lại liên tục được tăng cường, nên sẽ tiếp tục gây mưa to đến đặc biệt to ở miền Trung. Vì vậy, bà con các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn cần đề phòng các đợt mưa lũ dồn dập xảy ra trong tháng sau.